Tôi là Cao Thị Thìn, năm nay 65 tuổi, hiện là cán bộ hưu trí. Chào MC Quỳnh Linh, chào Lê Lộc. Em tên là Nguyễn Thị Hoài Thương, năm nay là 32 tuổi, hiện là đang là nhân viên văn phòng. Em làm dâu của mẹ thì cũng được là 10 năm rồi. Mình có mấy cháu rồi chị hả? Dạ, em hiện tại có hai cháu. Cháu gái thì là 9 tuổi, cháu trai 7 tuổi chị. Như vậy làm dâu cho cũng thời gian khá dài cô. Dạ. Vậy thì cái ngày đầu tiên á, cô gặp con dâu tương lai mình đó nha, cô có ấn tượng gì về cô gái này không? Thằng con trai nó dẫn cô con dâu này về thì thấy tóc xanh tóc vàng ấy, sơn móng tay ấy, tôi sợ lắm, rồi lo lắm, cả đêm không ngủ được. Có móng tay không chân sơn mà ngủ không được luôn hả? Không, thì tại vì cái năm đấy nó cũng còn lạc hậu chứ không phải như bây giờ. Dạ. Tôi chẳng ngủ được, tôi cứ trằn trọc, tôi lo lắm. Mà thế là ông bảo đúng là nó bôi cho rách trấu vào mặt tôi có mặt bạc. Ôi nhưng mà cái này là để em giải thích. Lúc đó là em học xong lớp 12 thì cũng là vừa đi học vừa đi làm. Và cái công việc của em hồi đó là tiếp thị cho các nhãn hàng á, thì cũng là xe này nọ rước rồi cũng đi này nọ, nên là tóc tai nó cũng phải cái kiểu hiện đại nữa chị, với sơn móng thì cũng phải theo như một tem. Thế là đi rồi xong rồi nói chung là mẹ hồi đó thì tất là hai bố mẹ là cũng công an, cũng có một cái gì đó, nói chung là sợ mọi người xét nét. Không là thích. Mẹ không thích. Dạ. Mới có sợ ông tài móng chân tóc mà nó bôi giò sát chấu vào mặt. Ngày xưa cũng khổ ha. Ngày xưa khổ đúng rồi. Giờ nếu như lắm. Giờ vâng. Nếu như mà cô có con dâu nha, ngay bây giờ nè, vâng, nó cũng sơn xanh này, cái tóc đủ thứ màu hết, thì cô cảm giác sao? Không, bây giờ thì nó hiện đại hơn. Hiện đại. Thứ hai nữa là đang trong cái thời đại 4.0. Dạ. Mình cũng rất thông cảm. 4.0. Nếu mà xăm hình xăm thì sao? Xăm thì không đồng ý. Xăm thì bôi cho khác xấu. Nhưng mà khi mà cô tiếp xúc với chị thì cô thấy làm sao cô? Thì sau này thì từ năm 2007 rồi đến 2008 là cưới. Dạ. Thì khi đấy thì ông xã bảo thôi mình bà sang bên đấy đi, chứ tôi không có sang đâu. Ông cũng buồn nhưng mà xong cứ bảo thôi ông ạ, thời đại bây giờ nó phải khác, tốt nhất là con nó yêu là mình yêu, chứ không mà bây giờ mình yêu mà nó không yêu là còn phức tạp nữa. Chính xác. Vâng. May quá. Vâng. Nếu lúc đó không có mẹ em là xong cuộc tình này rồi. Vâng. Đúng không? Vậy thì khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng, chị có ấn tượng điều gì không? Thật là chồng em cũng có nói rồi, nói là mẹ anh ở nhà cũng dữ lắm, anh thấy em vậy cũng dữ, và chắc là về hợp á, với lại em như vậy em mới chịu được em như vậy đó. Cái xong cái em nói chứ hồi nhưng mà em sợ lắm, cái hồi mà ra mắt đầu tiên thì mẹ thể hiện thái độ không thích rồi, mình cảm thấy mình cũng tự ái chứ, với lại mình cũng thấy mẹ không thích mình rồi, thế thôi mình cũng chào, mình xin phép mình đi về. Thì ông xã em cũng khi mà xuống thì không thấy, cũng đuổi theo. Thế xong cái thấy em đi bộ mới hỏi ủa sao đi bộ, em nói là thôi em với anh chắc không hợp đâu, hai mình chia tay đi. Cái ông xã em mới nói là mẹ anh lại nói gì đúng không, nó dạ. Cái xong cái chồng em nói chứ lần nào cũng vậy á, dắt về là bắt đầu chê à. Thế xong kêu chứ thôi em cứ về đi để có gì anh thuyết phục. Vậy là ông dắt nhiều lần lắm rồi đúng không? Em không biết. Vô tình gọi lộ ra. Nói chung là ba mẹ kỳ quá, dắt về lần nào cũng chê chứ. Nói chung là con trai nhà mình thì cũng đẹp trai, trắng trẻo, và cũng rất là nhiều có cái em theo. Thế cho nên là khi mà dắt em này về thì quả thực là không ưng. Ông xã em nói là mẹ anh không có thích móng tay với móng chân vậy đâu, rồi tóc tai vậy đâu, bố anh cũng không thích. Thì thôi vậy em làm hài lòng mẹ đi, xong rồi có gì muốn cưới về rồi sơn gì thì sơn. Xong cái hôm mà em đi chụp hình cưới với lại mà ra nhà hàng này nọ là em nhuộm lại tóc đen, với lại em tẩy hết móng tay. Thế là ông già vui đúng không? Dạ. Rồi xong về đẻ đứa em có sơn 10 màu cũng không sao hết chứ. Dạ lúc đó là xong rồi, gạo nấu thành cơm rồi. Hai mẹ con mình hợp nhất điểm gì chị? Thì mẹ thì sau khi về hưu thì mẹ cũng làm công tác ở dưới khu địa phương á, làm khu phố trưởng. Thì mẹ thấy em cũng năng động được, cũng nhiệt tình, ngày xưa cũng có công tác đoàn một thời gian thì mẹ cũng giới thiệu vô làm bí thư chi đoàn, rồi sau này phát triển ở dưới địa phương, rồi hai mẹ con từ đó hiểu nhau rất là nhiều luôn á, hỗ trợ về vấn đề này về vấn đề kia. Đúng rồi, làm xã hội thì hiểu nhau nhiều. Dạ. Lắm. Hai mẹ con cũng có cái phù hợp là ăn cơm nhà mà vác quà cũng. Thế là chung nhóm á. Vâng. Chung nhóm Quyền Linh thì luôn á. Là nói chung là không ai muốn làm những cái việc ở địa phương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để sẽ phần ai. Ai. Vâng, thế cho nên là quyết tâm làm những việc khó khăn hơn, không có nề hà gì hết. Dạ. Tất cả những cái thành công của em ngày hôm nay đều là nhờ có mẹ và nhờ bố hết. Em vừa rồi cũng trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ồ, chúc mừng luôn.
Ngày xưa em mới lấy ông xã thì mới học trung cấp thôi. Mà về thì lúc mà em sinh bé thứ hai xong được 3 tháng thì bố mẹ gọi lại thì bảo là bây giờ tốt nhất là phải có bằng đại học. Tại vì công việc á, bao giờ người ta cũng phải tiến lên thì thôi, con ráng con đi học đi. Em nói là con đang còn nhỏ vậy sao đi học, thì bố mẹ nói là không, để bố mẹ chăm cho rồi. Thì dạ, lúc đó bé được 3 tháng thôi, nhưng mà em đăng ký đi học thêm lên đại học xong rồi. Bây giờ hiện tại rồi em đi học thêm cái bằng đại học luật nữa. Wow. Em học cũng sắp xong rồi, sang năm em tốt nghiệp. Chúc mừng em. Như vậy là được tạo điều kiện của ba mẹ chồng ha. Những chuyện con cái trong gia đình đó, cháu này kia đó, thì hai người có hợp ý nhau không? Tất nhiên là cách dạy con trong nhà thì hai thế hệ sẽ khác nhau. Nhưng mà em thấy có nhiều cái cũng không hay. Ví dụ như là khi mà mình dạy con đi ha, ví dụ như ông bà có thể góp ý sau. Chứ tại vì nhiều lúc có thể em nói không được làm, nhưng ông bà kêu cho làm là mình khó dạy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà con dâu cô la con, gửi con, có lúc nào cô buồn không? Không, tại vì để cho nó dạy con nó. Các cụ bảo rồi, bé mà không vin thì lớn gãy cành. Nhiều khi cô mấy cô dâu là hay là giận cá chém thớt đó. Cũng có một hai lần nói chửi con bé 9 tuổi to đầu mà ngu. Có. Cái may mà lúc đấy ông xã không có ở nhà, tôi mới bảo này thương, lần sau là không được nói như thế đâu nhá. Mẹ thì không cảm, nhưng mà có bố ở đây là nói thế là bố tự ái đấy. Bố cho u đầu luôn đấy. Bố tự ái á. Cái mặt mới tự nhiên đứng to ngay. Đầu rồi mà ngu. Thì rõ ràng là mình to đầu phải không? Thế là có người thông cảm thì không sao, nhưng mà có người không cảm ra bố. Thế là anh mượn con mình nó chửi mình. Đúng rồi. Vâng. Hai đứa nhà em nó sợ em lắm. Em nói là nghe à. Thì sợ mẹ thôi chứ ông bà thì nó không sợ. Đúng rồi. Vâng. Thấy cái tướng nó sợ rồi. Tướng này nó to quá thấy nó sợ rồi. Đâu có, mới to sau này thôi. Lấy chồng là có 48kg thôi. Xong mang thai lên cũng lên 20 mấy kg á. Tại vì cứ nghĩ về là ăn nhiều đi cho con nó bự, nên là cứ ăn thả phanh luôn. Mà bé thì được 3,2 kg. Lúc tháng đầu tiên cân lên có nửa lạng, tháng thứ hai cũng vậy. Cái là chắc có thể là sữa mình không tốt. Rất là nhiều các ông bà có kinh nghiệm cứ bảo chị về chị mua chân này chân kia hầm lên cho nó ăn với đủ các thứ, là ăn là nhiều sữa lắm. Rồi tôi về đó là kính thưa các loại chân. Chân gà, chân chó, chân heo, chân dê, chân gì, đủ các loại chân luôn. Là hầm với lại đu đủ xanh cho ăn, với lại mỗi ngày là ăn gà đó. Mà cái má, cái lưng, cho cái đùi con gà nó 1kg. Về tôi ướp trước khi xong rồi chiên lên là chỉ ăn hết cả ký luôn. Trời ơi, sao là chỉ mập mà hai cái chân như hai cây cột điện. Mua một cái cân về ngày nào cũng cân xem có tăng bao nhiêu ký. Tăng 79kg, 80kg. Trời ơi, to lắm. Tại vì cô gom tất cả các loại chân mà. Nó phải ăn chân bổ chân. Xong chỗ em nói chung là 4 tháng thai sản xong đi làm là mọi người không có nhận ra mình luôn. Tại vì 80kg nên là nhìn như đánh vuông mà chị. Nói chung là xấu hổ lắm. Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ luôn đó. Tóm lại là mẹ muốn cháu mập nhưng mà lực bất tòng tâm. Cuối cùng là ngược lại, mẹ mập hơn cháu. Nhưng mà bây giờ thì cháu đã mập chưa? Cháu mập lắm. Bây giờ thì bé đó học lớp 4 mà 49kg. Trời ơi, sao hay quá vậy? Bà thấy là cháu nhỏ quá, thế là thay vì một ngày ăn 3 bữa đi, thì bà ví dụ như là lúc đó là để cho uống thêm sữa ngoại chị. Xong rồi bà cũng cho ăn, thay vì ngày 3 cữ thì bà cho 4-5 cữ. 7-8-9 giờ tối là bà cứ gõ dĩa là nó biết là nó ăn thôi. Thế là nó ăn tự nhiên nó ăn khỏe lắm. Thế tối nào cứ 9 giờ là bà cứ cho, trước khi đi ngủ là phải ăn thêm một dĩa nữa, một dĩa cháo đầy á. Thế là bây giờ nó mập. Sao mà không mập được, cứ gõ mà dĩa là ăn, gõ dĩa là ăn mà. Làm giống như cho cá ăn. Quê thôi, cho cá gõ dĩa, cá nó bu lại. Bỏ cháo vô cái tô, xong bắt đầu gõ cái tô là nó vùng dậy, nó ăn thôi. Nói tóm lại là hai mẹ con này 10 năm nhưng mà vui đó nha. Tức là do bà chăm sóc quá kỹ. Có bao giờ em tổ chức sinh nhật gì cho mẹ, mua quà gì riêng cho mẹ không? Tất cả mọi người trong nhà sinh nhật em đều tặng quà. Mẹ thì có lúc mình mua về thì mẹ ưng, có cái mẹ không ưng. Đến cái ngày sinh nhật rồi thì nó kêu bữa nay con mua cho mẹ một đôi guốc cao gót. Thấy mình thấp mà lùn, thế là mua cho một đôi guốc cao gót khoảng 10 phân. Đi này mà đi tham gia công tác ở khu phố mà đi guốc này thì có té bể mặt. Nhưng mà cái gu mua sắm của con dâu á, cô thấy được không? Con dâu thì ấy lắm, được đồng nào là rút hết vào quần áo thôi. Thì được cái tích cực lắm. Tất cả các cái phong trào của khu phố, của phường toàn đứng nhất nhì ba thôi. Nhưng trong chuyện phố phường nhất, chuyện nhà có nhất không? Chuyện nhà thì nhát lắm.
Hai cái đó lạ nha. Cái này là hai cái nó ngược nhau đó. Chuyện xã hội, chuyện cộng đồng thì nhất. Còn chuyện nhà thì nhát. Nhát. Cái này là phải coi nhà lại nha. Nhà nào là quần áo, cơm, nước, rửa chén, lau nhà không bao giờ làm. Trời ơi. Thì thôi, nó đã hoạt động công tác xã hội như thế thì thôi, cứ để cho nó hoạt động. Từ cơm, nhà nước có làm con không? Thì nói chung là cũng ít thôi, không có nhiều. Đi làm về là có cái việc mà tắm rửa cho con là cũng không ngại lắm, không muốn tắm. Nên mà ông bà ở nhà đã tắm rửa hết rồi. Chứ về nhà tắm làm rửa gì? Sạch sẽ rồi. Về thì là hết giờ rồi, còn đâu nữa mà tham gia các cái việc thì khác thời trong gian gia đình nữa. Chăm sóc vâng. Con cái chứ. Có khi 7 giờ mới về ở nhà, 7 giờ tối mới về ở nhà, ông xã kêu chào anh Hùng lao động. Thì bây giờ thôi mình cũng phải thông cảm cho các con. Hiện tại là bây giờ là cái thời đại là 4.0 rất là hiện đại. Vâng, cho nên là cái việc mà xã hội là rất là cần cái lớp trẻ. Chứ còn cũng không nên là quá khắt khe rồi cứ so sánh này kia các thứ rồi chậm phát triển, chậm tiến bộ của cái việc phấn đấu ở ngoài xã hội của các cháu thì không nên. Cũng còn cá biệt những mẹ chồng còn rất là khó khăn với con dâu, mang cái tính chất là ngày xưa là phụ nữ là phải ngồi mâm dưới, rồi là ăn ở dưới bếp chứ không được như bây giờ. Thì cũng đề nghị là, kiến nghị là các mẹ chồng cũng phải thông thoáng hơn, tạo điều kiện giúp đỡ các cái con dâu thế hệ trẻ bây giờ, cũng như là thế hệ số ấy. Dạ, rất là vâng. Tốt. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi con của cô nói gì nha. Vâng. Thì bà mình về làm dâu cho gia đình. Thì là trong cuộc sống thì cũng không tránh khỏi những cái lúc mà không hiểu nhau, gây xích mích và thậm chí là giận dỗi một thời gian, một vài tuần là cái chuyện thường tình. Thì mình cũng là một người con, là một người chồng, thì đứng giữa nhiều đôi khi cũng không tránh khỏi những cái sự khó xử trong cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mình phải lắng nghe ý kiến của hai bên, rồi mình ngồi mình giải thích cho mỗi bên. Mình cũng mong muốn thì bất cứ một cái sự việc gì mà nó xảy ra mà gây cái sự hiểu nhầm và khúc mắc á, thì hai mẹ con cũng tìm cách đặt nhau vào cái vị trí của nhau, bán vị trí của nhau để hiểu cái tâm tư nguyện vọng, ước muốn của hai bên, làm sao cho có điểm nó hài hòa. Mình cũng nhắn nhủ với bà xã làm sao để cố gắng gom góp chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Về mẹ thì cũng vậy thôi, thì cũng cố gắng hoàn thành tốt cái vai trò mẹ chồng, hướng dẫn con dâu một số cái đối nhân xử thế và cái xử lý ngoài xã hội sao cho nó chu toàn hơn. Như bây giờ thì thân thiết rồi, thì là góp ý thẳng với mẹ luôn, hoặc là mẹ góp ý thẳng với mình luôn. Còn hồi trước thì mới thì cũng chưa, thì nói chung là ông xã cũng đứng ở giữa. Và cái chương trình này á, thì nói chung là thật sự là từ trước giờ á, là em cũng muốn gửi, tại vì mẹ như thế nhưng mà cũng chưa bao giờ mà được một câu từ tận thâm tâm của con á. Con rất là cảm ơn bố mẹ cho suốt 10 năm làm dâu. Nói chung là bố mẹ rất là tạo điều kiện cho con về tinh thần lẫn cả vật chất. Bố mẹ chồng bây giờ giống như là bố mẹ ruột của mình á. Em quý mẹ cũng vậy, hai mẹ con bây giờ đi với nhau ai ở ngoài cũng nghĩ là hai mẹ con ruột hết. Thì nói chung là qua chương trình này thì con cũng hứa là con về con sẽ thay đổi, con sẽ cố sắp xếp thời gian làm việc nhà. Dạ. Yeah. Hãy ôm mẹ đi. Đó. Con gái nói vậy thì mẹ thấy sao? Mẹ cũng khuyên con là phải sắp xếp thời gian thế nào cho nó hợp lý để vừa tốt công tác xã hội mà vừa đảm việc nhà.